Bí kíp để có gia đình hạnh phúc hòa hợp: thứ nhất là bạn phải luôn luôn có sự tôn trọng người bạn đời của mình, đặc biệt là nếu bây giờ bạn đang kiếm nhiều tiền hơn họ, tư duy cao hơn họ. Họ là những người tốt nhất, phù hợp nhất, đúng nhất với mình, là mảnh ghép phù hợp nhất với mình, nên phải luôn tôn trọng họ. Để tôn trọng được họ thì mình phải làm sao? Đó là hãy nhìn vào những ưu điểm của người bạn đời của mình. Nếu hiện tại người bạn đời của mình chưa được như mình muốn thì chúng ta phải sửa từ chính mình trước và tập trung vào những điều tích cực ở họ. Thứ hai là hai người phải có việc gì đó làm chung với nhau. Chồng hoặc vợ cũng là đối tác trọn đời của mình, và hãy xem họ là đối tác tuyệt vời nhất và phải là một người làm một việc gì đó làm chung. Ví dụ, việc mà đa số các vợ chồng đều làm được là nuôi dưỡng và dạy dỗ những đứa con thành công. Nếu cùng mục tiêu, cùng tầm nhìn thì chúng ta sẽ đi rất xa với nhau. Nếu bây giờ bạn đang có tư duy và tầm nhìn lớn hơn họ thì hãy chia sẻ và cho họ thấy tư duy, tầm nhìn đó để cùng đi xa với nhau. Chúng ta phải là người giữ lửa. Vấn đề nữa là không bao giờ được thảo luận vấn đề hôn nhân của mình với những người bên ngoài, đặc biệt là những người bà con, bạn bè, hàng xóm, đặc biệt là những người bị ế. Chỉ nghe chia sẻ từ những người chuyên gia, những người có chuyên môn thật sự, những người đang có gia đình hạnh phúc. Chúng ta tác động và thay đổi nửa kia bằng năng lượng và ngôn ngữ yêu thương. Chúng ta cần viết ra giấy mong muốn người vợ, người chồng của mình như thế nào, sau đó xem lại xem chúng ta có cái đó chưa. Nếu chưa có thì chúng ta phát triển những phẩm chất đó, học cách yêu thương bản thân mình trước và yêu thương họ theo cách họ muốn. Bạn kiên nhẫn và áp dụng nghiêm túc thì đảm bảo họ sẽ thay đổi. Chúng ta có quyền quyết định chúng ta cần phải làm gì. Nếu bạn muốn có gia đình hòa hợp, hạnh phúc mà chưa biết phải làm như thế nào thì hãy tham gia nhóm học tập miễn phí cùng Minh. Chúng ta cùng nhau học tập, rèn luyện, luyện tập mỗi ngày để có cuộc sống hạnh phúc bạn nhé.